Hello, chào các bạn chảy sao cái camera này giờ này nó hay bị tắt thế nhỉ Đang quay lại tắt, mệt Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình à, Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước đăng video lên youtube Từ máy tính hoặc là laptop nhé à, Đây là cái hướng dẫn cho người mới thôi Cho bạn nào mà chưa biết làm youtube hoặc là bạn mới làm youtube mà bạn chưa biết cái cách đăng video ấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để đăng lên, đăng một video hoặc là nhiều video cùng một lúc, uh, làm nào để uh, viết tiêu đề rồi là viết mô tả rồi là ấp cái ảnh đại diện rồi ảnh bia, ảnh bìa YouTube các thứ, ấy, rồi là một số cái tùy chọn để các bạn giải thích thêm cho các bạn để các bạn hiểu. Thế còn bạn nào mà làm YouTube lâu rồi hoặc là các bạn làm nhiều rồi các bạn biết cách ấp rồi thì các bạn xem tham khảo thôi uh, hoặc là không xem cũng được. OK. À, đầu tiên đấy thì để đăng video lên YouTube thì các bạn phải nhớ nhé là cái video đấy là nó phải là cái nội dung gốc nhé tức là cái video của bạn quay ấy, hoặc là bạn quay màn hình hoặc là bạn quay bằng camera hoặc là bằng điện thoại gì đó chứ bạn đừng đi kiểu lấy video của người khác mà các bạn về các bạn đăng lên ấy. thì như thế là nó sẽ bị bị vi phạm bản quyền thì không không tốt đâu. vi phạm bản quyền nhiều thì các bạn sẽ không được bật kiếm tiền và đôi khi là YouTube nó khóa luôn kênh của bạn luôn OK, à, trước tiên à, thì để đăng video thì các bạn nhớ là các bạn phải đăng nhập nhé, đăng nhập vào cái tài khoản Google của bạn ấy. Sau đó là các bạn vào YouTube, ví dụ đây là YouTube này, youtube.com đây là trang chủ của YouTube nhé. À, sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái nút này dấu cộng này nhé, dấu cộng này gọi là dấu Create hoặc là tiếng Việt thì chắc là dấu đăng. À, nhấn vào dấu cộng này, sau bạn nhìn thấy cái chữ là upload video nhé, upload video là đăng video đấy. À, bạn nhấn vào đây à, mình sẽ hướng dẫn bạn một cách thôi không chỉ các bạn nhiều lòng vòng các bạn lại kiểu dối sau khi các bạn nhấn vào đây rồi thì các bạn sẽ mở ra một cái cửa sổ mới ở cái cửa sổ này ấy, thì bạn có thể nhấn vào cái nút màu xanh này nhé là select file hoặc là chọn file nhé chọn cái video ở trên máy tính của bạn ấy à, thì bạn nhấn vào select file này rồi sau đấy bạn chọn một cái video trên máy tính của bạn bất kỳ chỗ nào cũng được tìm ở đâu đấy rồi sau đó các bạn nhấn vào open là ok nhé nó sẽ đăng thế còn cách thứ hai ấy mà cách mình hay làm ấy là mình sẽ mở cái thư mục ở trên máy tính của mình ra nhé Mở thư mục trên máy tính của mình ra Sau đó mình sẽ kéo và mình thả vào cái chỗ này Thực ra thì các bạn có thể kéo thả một video Hoặc là nhiều video một lúc cũng được nhé Nhưng mà cái quy trình thì nó hơi khác nhau một tí à, Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một video trước nhé Sau tí nữa mình sẽ làm thêm cho các bạn là Hai video hoặc ba video hoặc nhiều video Thì các bạn phải làm thế nào Đầu tiên là các bạn kéo và thả cái video vào đây à, Thả vào cái chỗ này Sau đó các bạn sẽ đợi một tí à, Youtube nó sẽ bắt đầu upload Bạn nhìn này là bắt đầu đăng, uploading bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm nhé. À, cái quy trình mà nó tải lên như thế này thì nó tùy vào cái gọi là cái wifi hoặc là cái internet của bạn ấy. Mình thì mình dùng mạng cắm dây, đâm ra là internet nó rất là nhanh ấy. Thế rằng là nó sẽ rất là nhanh, uploading này, bao nhiêu phần trăm rồi. À, bước tiếp theo là bạn sẽ phải đặt cái tiêu đề, tức là viết cái tiêu đề cho cái video của bạn. À, thông thường ấy, khi mà viết tiêu đề thì các bạn chú ý nhé, làm nào để viết cái tiêu đề làm sao cho nó À, hấp dẫn người xem là một cái thứ hai nữa nó phản ánh được cái nội dung ở trong video chứ các bạn đừng có viết cái tiêu đề nó chả có ý nghĩa gì cả thì người ta sẽ không biết được cái video của bạn về cái gì ví dụ ở đây là là một cái bài nhạc chẳng hạn đây là nhạc youtube này à, nhạc youtube không bản quyền chẳng hạn mình sẽ viết như này đó sau bắt đầu mình viết cái tên tác giả go netflix à, ví dụ thôi đó, như này là một cái tiêu đề uh, hoàn toàn ok thế còn nếu mà như kiểu mình ấy mình làm video hướng dẫn sử dụng ấy thì mình sẽ ghi là hướng dẫn làm cái gì làm cái gì với phần mềm gì thì các bạn xem các bạn sẽ dễ biết thế còn nó tùy vào cái nội dung các bạn làm nhé vlog hay gì đấy nhưng các bạn tránh là một là tránh là đặt các cái tiêu đề nó vô nghĩa hai nữa là đặt tránh đặt cái tiêu đề mà nó không liên quan gì đến cái video cả Uh, đặt tiêu đề như thế thì cũng rất nguy hiểm nếu mà YouTube người ta biết ấy, người ta có sẽ cái hệ thống của YouTube ấy, nó biết thì nó có sẽ đánh vào đấy là các bạn đang spam hoặc là các bạn kiểu câu view câu viết đấy có thể nó sẽ xóa cái video đấy OK tiếp theo là các bạn sẽ phải viết mà mô tả mô tả video ví dụ các bạn kích vào cái dấu hỏi này nó sẽ uh, chỉ cho các bạn nhé uh, writing description with keyword can help you find your video tức là uh, tiếng Việt dịch ra là bạn nên viết phần mô tả này mô tả này làm sao cho nó khớp với cái nội dung ở trong video của bạn à, và cũng có thể là bạn thêm các cái từ khóa tức là từ khóa mà bạn muốn hướng đến muốn seo, uh, search engine ấy Đấy, kiểu muốn tức là muốn seo lên cái top của YouTube tìm kiếm ấy thì các bạn cũng nên thêm vào. Ví dụ ở đây mình có một cái mô tả tức là cái phần mô tả này bao giờ mình cũng có một cái uh, nội dung mà luôn luôn có sẵn ở trong cái video của mình rồi cái này là gọi là uh, mô tả mặc định còn bao giờ mình sẽ viết một đoạn đoạn đầu ấy, đoạn đầu của cái phần mô tả khoảng tầm hai ba câu ấy là là mình sẽ tự viết ví dụ là đây là bài nhạc không bản quyền dành cho youtuber à, ví dụ thế thôi À, đây là một bài nhạc không bản quyền dành cho tôi youtuber các bạn có thể tải bài nhạc này thế này thế kia đấy là phần viết mô tả ngoài ra trong phần mô tả này thì các bạn có thể thêm cho nó cái hashtag nhé. hashtag thì uh, youtube nó sẽ hiện cho ba cái hashtag hashtag thì bạn đánh dấu thăng này nhấn phím ship rồi bạn đánh dấu thăng sau bạn nhấn vào ví dụ bên đây là là music chẳng hạn à, không bản quyền chẳng hạn bạn à, mình sẽ đánh dấu này bạn quyền rồi tên kênh của mình e learning supporter chẳng hạn Đó, đây là ba cái hashtag ba cái hashtag mà bạn nên thêm vào ở trong phần mô tả OK, thế là hết rồi. Thế còn cái việc mà viết mô tả như thế nào, rồi đó bạn muốn đưa cái thông tin gì vào ấy thì các bạn sẽ phải nghiên cứu. và bạn đưa tên của bạn vào. Ví dụ như mô tả của mình ấy, thông thường là mình sẽ có tất cả các cái thông tin liên hệ của mình này, địa chỉ email này, Facebook này, các thứ số Zalo, các thứ để các bạn dễ liên hệ này. À, và trong mô tả của mình thì nó có các cái link affiliate. Nên là mình sẽ có một cái thông báo về link affiliate này như thế nào ở dưới đây. Các bạn muốn thích xem thì các bạn xem ở dưới phần mô tả của video này nhé. À, bước tiếp theo cũng rất là quan trọng khi mà các bạn đăng video đấy là các bạn tạo cái ảnh đại diện hoặc là ảnh bìa video hoặc là thumbnail đấy là mấy cái thuật ngữ về cái ảnh đại diện thu hoặc ảnh thu nhỏ của video nhé ở đây mình có cái công cụ gọi là công cụ túc bớt đi túc đi là một cái công cụ hoàn toàn miễn phí để cho các bạn có thể kiểu check cái điểm sale của, của video youtube này rồi các bạn xem xem là view có tốt hay không rồi là Uh, các cái từ khóa mà các bạn muốn tìm ấy thì mình có thể tạo được cái ảnh đại diện luôn tạo ảnh đại diện À, trực tiếp luôn từ cái chỗ này thì mình kích vào đây sau đây nó đưa hướng dẫn mình mấy bước này đầu tiên mình chọn một cái à, cái khung hình ở trong video của mình này sau đó mình chọn cái hình này xong vẫn thêm một cái ảnh này rồi thêm chữ các thứ ấy. thì nó rất là dễ tuy nhiên là mình thường ấy thì mình sẽ tạo ở photoshop ở bên ngoài sau đó mình sẽ up lên thì mình chọn vào nút này à, upload thumbnail hoặc là chọn ảnh đại diện à, ấn vào đây sau đó mình sẽ chọn một cái ảnh đại diện ở trên máy tính của mình mình thường mình làm nhé còn đối với ảnh đại diện ấy, thì mình chú ý là các bạn sẽ phải làm cái ảnh đại diện nó kích cỡ là kích cỡ là Full HD hoặc là 720 nhé à, 720 là 1280 nhân nhân 920 hay gì đấy à, nhân 720 1280 nhân 720 tức là cái ảnh đại diện nó phải sắc nét rõ ràng ấy. và cái độ lớn dung lượng nó phải nhỏ hơn 2 MB thế còn lớn hơn 2 MB thì các bạn sẽ không không up được nhé ở đây mình toàn đổi qua dây pack dây pack của PNG nhưng mà nó chỉ có 560 mấy KB thôi à, sau bạn chọn vào đây chọn vào đây bạn nhấn open sau khi nhấn open thì nó sẽ hiển thị ở đây và bạn nhấn vào cái nút ba chấm này nó sẽ cho bạn hai tùy chọn một là các bạn có thể đổi hoặc là các bạn có thể tải cái ảnh đại diện này về máy tính ngoài ra thì sau khi các bạn up xong video thì nó sẽ youtube nó sẽ gợi ý cho bạn ba cái ví dụ ba cái ảnh đại diện tự động bạn có thể chọn ví dụ cái này là nhạc này mình có thể chọn cái bất kỳ cũng được ok ví dụ thế sau đấy là bạn sẽ phải chọn cho nó một cái playlist nhé, tức là cái danh sách phát ấy. ví dụ video về nhạc thì bạn sẽ để vào danh sách phát là nhạc À, về vlog thì bạn để vào danh sách phát là vlog hoặc là về cái ăn chơi vi vu rồi nói chung là đủ thứ các bạn có thể tạo ra một cái danh sách danh sách phát cho cái kênh của bạn đây mình có này uh, mẹo youtube này phimura mười một này la cà vlog này nói chung là mình tạo ra rất là nhiều danh sách phát để tạo một cái danh sách phát thì bạn nhấn vào đây tạo mới hoặc là new playlist nhé. ấn vào new playlist này sau với bạn thêm một cái đấy, tiêu đề của cái danh sách phát này xong bạn chọn chế độ là kiểu hiện luôn tức là hiện luôn online hay là kiểu unlist hoặc là private tức là riêng tư ấy, thì bạn sẽ nó sẽ không hiện lên Đó, thì ở đây nhưng mà thôi mình không tạo mình sẽ ấn vào cancel nhé tạo cái danh sách phát mới à, sau đấy bạn nhấn vào nút đăng này nếu như mà bạn chọn được một cái danh sách phát ở đây À, sau đấy là tiếp theo là bạn sẽ có thêm mấy cái phần tùy chọn nữa ví dụ như là cái độ tuổi độ tiết này trong video này có trẻ em hay không ấy thì các bạn chọn ở đây ở dưới này là phần này là phần tức là kiểu gọi là tài trợ nhé tài trợ với quảng cáo nếu như video của bạn được ai đó tài trợ hoặc là uh, video đó được trả tiền để để sản xuất ấy thì các bạn sẽ phải nhấn vào nút này my video uh, my video content paid promotion à, còn nếu như mà video của bạn không có tài trợ quảng cáo gì thì thôi bạn bỏ này đi kích uh, bỏ đi ngoài ra ở dưới này có phần tác nhé Thực ra thì hiện tại thì thì thêm tác nó cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy tại vì bây giờ YouTube nó bảo là tác này can be useful if content is in your video is commonly misspelled tức là nếu như mà các cái uh, video của bạn mà có các cái kiểu sai chính tả như cái viết tiêu đề sai chính tả các thứ ấy, thì tác nó mới có hữu dụng chứ còn uh, hiện tại thì nó cũng không có hữu dụng gì cả tuy nhiên là các bạn có thể thêm vào nếu như các bạn dùng cái túp đi thì nó sẽ gợi ý cho bạn mấy cái kiểu mấy cái tác này các bạn chỉ cần ấn 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 vào đây thôi là được còn mình cái bản này là đang bản kênh tiếng việt là bản miễn phí ấy. thì đâm ra là mình chỉ ấn vào đây nhạc bản quyền à, sau này nhấn vào đây là gaming music này free music thế thôi mấy cái tác ở đây thôi còn nếu như bạn thích thì bạn có thể thêm vào đấy cũng được ok À, sau đấy bạn chọn tiếp một có một cái nữa quan trọng là bạn chọn phần category tức là bạn phần thứ mục nhé Phần thứ mục này nếu như là video của bạn là cái mục nào ấy thì bạn chọn ở đây. Ví dụ như cái nhạc này thì nó sẽ chọn vào là music, còn nếu như bình thường của mình ấy là sẽ chọn vào mục là giáo dục là education, à, chọn vào music. Sau đấy là bạn có thể thêm mấy cái tùy chọn về comment các thứ ở trên kênh nhưng mà các bạn thôi không cần cũng được. Sau đấy các bạn nhấn vào next Uh, next nếu như kênh của bạn mà được uh, bật kiếm tiền rồi ấy, thì bạn sẽ có thêm cái tùy chọn là bật hay là không bật uh, kiếm tiền thường em mình luôn luôn để on tức là để bật rồi vẫn nhấn vào đăng sau khi bạn nhấn vào on thì các bạn sẽ có mấy cái tùy chọn về quảng cáo thực ra thì tùy chọn về quảng cáo này nếu như bạn đã cẩn thận thì bạn có thể chọn ví dụ là có thể uh, hiện quảng cáo ở đầu video ở giữa video hoặc là suốt chiều dài video hoặc là ở cuối video gì đấy nhưng mà mình thì mình cứ để mặc định kệ mặc định mình cứ tích tất vào cho nó nhiều tiền đấy, sau đấy là bạn nhấn next À, nhấn next là tiếp theo tiếp theo thì YouTube nó sẽ kiểm tra à, hoặc là nó sẽ tức là YouTube nó sẽ kiểm tra xem là video của bạn có phù hợp với cái chế độ quảng cáo hay không, tức là phù hợp để chạy quảng cáo hay không và bạn phải check vào cái này nhé ở dưới này nó có một cái nút tức là um, video của tôi không chứa các cái nội dung này, không chứa các nội dung bạo lực này có hại này rồi là uh, về ma túy rồi uh, thuốc lá rồi các kiểu ấy thì bạn cứ nhấn vào đây ấp up ở bầu tức là không bao gồm các nội dung trên sau đó các bạn sẽ submit cái phần rating tức là bạn uh, kiểu đồng ý đồng ý cái 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 mục mà mình đã chọn ở trong cái video của mình là không có những này sau đó submit này thì khi mà các bạn submit mà luôn luôn đúng ấy thì youtube nó sẽ bảo ok bạn submit rất là tốt tức là bạn uh, bạn đã đánh giá rất là tốt thì uh, youtube nó sẽ tự trách thêm còn nếu như mà bạn submit sai youtube vài lần nó sẽ bảo là mày submit kém quá để nó tự trách các bạn nhấn vào next À, sau khi nhấn next thì bạn có thể thêm tức là thêm cái uh, màn hình kết thúc hoặc là thêm các cái uh, kiểu các cái đường link ở trên video ấy dọc cái video bạn có thể thêm uh, link thì đấy gọi là các thì bạn nhấn vào nút Add này các bạn thêm à, ví dụ ở video này thôi mình không thêm tại vì mình có một cái hướng dẫn uh, thêm các cái màn hình kết thúc và thêm cái các ấy nếu mà các bạn muốn xem ấy mình sẽ đặt ở ngay góc này ngay góc video nhé sau bạn nhấn vào nút này next đó. ở đây uh, youtube nó sẽ thông báo với bạn này thứ nhất về bản quyền không vấn đề gì ok video này vô tư kiếm tiền được uh, thứ hai nữa là về uh, thân thiện với quảng cáo youtube nó cũng check là ok được không sao Đó. bây giờ bạn sẽ nhấn tiếp next uh, để chuẩn bị up video lên thì sau khi nhấn next rồi thì nó sẽ có mấy cái tùy chọn về là uh, hiển thị video hay là không ví dụ ở save and publish này ở đây nó có private private là chỉ mình bạn mình bạn xem được và nếu bạn muốn là bạn có thể chia sẻ với một người nào đó bạn kích uh, vào đây bạn sẽ thêm cái địa chỉ gmail của người ta thế còn ăn lít này nhé ăn lít này thì khi bất kỳ ai có cái đường link tức là cái đường dẫn đến video của bạn thì đều xem được thông thường ấy khi mình làm deal với mấy cái nhãn hàng ấy họ thường yêu cầu là mình để ở cái chế độ ăn này thì khi đấy mình sẽ gửi cái đường link này đường dẫn này cho người ta người ta xem nếu mà ok thì mình sẽ chuyển nó sang là public public ở chỗ này nhé ấn vào public thì bạn sẽ bắt đầu là cái video của bạn lên kênh của bạn luôn rồi thế còn đôi khi các bạn nếu mà các bạn nhiều nhiều hơn 10.000 người sắp hay sao thì các bạn có thêm cái tính năng gọi thành viên thì các bạn có thể là chọn là cho các thành viên thành viên xem thì trong cái thành viên này thì nó có sẽ nhiều cái chế độ nhé có các loại thành viên ví dụ fan này à, hoặc là cao hơn này fan cứng này hoặc là fan siêu cứng này thì mình có thể chọn cái chế độ cho thành viên thì video này nó chỉ hiển thị cho thành viên thôi chứ nó không hiển thị lên kênh của bạn ok à, ngoài ra thì các bạn có thể đặt lịch tức là schedule tức là đặt lịch cho cái video đó bạn kích vào cái phần schedule này nhé nó sẽ cho bạn là chọn ngày này giờ này à, sau đó có thể chọn là kiểu phát trực tiếp luôn cũng được tức là đến cái ngày giờ đấy là bạn phát trực tiếp premier mà premier thì các bạn sẽ có thể kiểu kiểu comment ở chat và trả lời câu hỏi khi mà xem cùng người ta luôn ok nhưng mà cái video này mình sẽ không để thế mình sẽ để là private thôi chỉ cho mình mình xem thôi sau đó các bạn sẽ nhấn vào nút save đó. như vậy là youtube nó sẽ xử lý cái video này và nó sẽ đưa lên kênh của bạn À, đưa lên ở đâu ấy thì để cho mình chỉ cho các bạn xem để nó xong rồi nhé. Uh, only visible to you này. Sau khi mà xong rồi thì các bạn nhấn vào cái này, cái phần content tức là hoặc là phần nội dung tiếng Việt uh, thì nó sẽ hiển thị là cái video của bạn ở đây này, private này, các thứ này. Nếu như bạn muốn chỉnh sửa thì bạn nhấn vào nút này, detail, đấy, detail để chỉnh sửa để quay lại các bước chỉnh sửa như lúc nãy, uh, thêm tiêu đề, thêm mô tả rồi là sửa các thứ linh tinh. Ok, đấy là up một video. Thế còn nếu như mà bạn muốn up nhiều video thì nó cũng tương tự như thế nhé Ví dụ bạn cũng nhấn vào nút này, nút Create này Sau đó bạn nhấn Upload video này Upload video sau đó bạn chọn hai video Ví dụ mình ở đây mình chọn hai video nhé uh, Video này và video uh, Một cái video ngắn thôi uh, Và một cái video nhạc khác đi Đây video này và video này chẳng hạn uh, Mình sẽ chọn hai cái video này Sau đó mình sẽ kéo mình thả vào cái chỗ này. Khi mà mình thả vào đây, ấy, khi mà mình up nhiều video hai hoặc là nhiều video ấy, thì YouTube nó sẽ bắt đầu là nó up lên. Đó, tức là up đây, bạn nhìn thấy ở góc này nhá nó sẽ uh, hiển thị là up lên bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu phần trăm. thì sau khi nó up xong, thì các bạn lại phải đi vào phần uh, đi vào phần content ấy, phần lúc nãy ấy. mình sẽ kích ra phần studio này nhé. Tức là đi vào phần nội dung, ấy. đây vào phần nội dung này, uh, đi vào phần nội dung này để bạn edit. À, lúc đấy thì nó sẽ có cái rap này thì bạn phải uh, kích vào là edit rap nhé edit rap tức là kiểu uh, e chỉnh sửa bản nháp ấy, tiếng việt ấy. edit rap sau đấy là chỉnh sửa bản nháp thì khi đấy là bạn lại đặt tiêu đề này bạn viết mô tả này sau đấy bạn uh, kéo xuống bạn ấp ảnh đại diện rồi các thứ các cái tùy chọn đấy thì nó sẽ tương tự như là việc uh, đăng một video thế thôi ok đấy là làm nào để đăng video lên youtube từ máy tính hoặc là laptop uh, hướng dẫn mới nhất mình uh, hy vọng là vi, uh, hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn mới làm youtube ấy. còn nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy về cái chủ đề này các bạn có thể comment bên dưới uh, mình sẽ làm video mình hướng dẫn các bạn uh, cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau goodbye